bản đồ 100 tuổi trên khuôn mặt hé lộ về vận số cuộc đời mỗi người. Mỗi vị trí ứng với một năm trong cuộc đời mỗi người. Căn cứ vào 100 vị trí thời gian trên khuôn mặt, bạn có thể biết được người đó bao nhiêu tuổi, và ngay lập tức có thể nói cho họ biết về vận tốt hay xấu trong năm đó, của họ. Giữa khuôn mặt nam giới và nữ giới, 100 vị trí này có sự khác biệt. Với nam giới, bản đồ bắt đầu từ phía bên trái của khuôn mặt, còn nữ giới thì ngược lại. Duy trí có các số nằm trên trục chính giữa các số chạy xuống giữa mũi, từ trán xuống cầm là có sự giống nhau giữa nam và nữ. Tuy nhiên, theo quan niệm của các nước phương Đông, 9 tháng trong bào thai được xem là một phần của một năm tuổi. Do đó, khi đứa trẻ sinh ra, chúng đã được một tuổi. Vì thế, khi tìm kiếm các vị trí tuổi tương ứng trên bản đồ 100 tuổi trên khuôn mặt, bạn hãy nhớ cộng thêm một tuổi vào số tuổi hiện tại để đảm bảo sự chính xác. Vận số tuổi niên thiếu từ 1 đến 14 tuổi được phản ánh qua đôi tai của mỗi người. Trong đó, lứa tuổi từ 1 đến 7 tuổi, tai bên trái tượng trưng cho nam giới, từ 8 đến 14 tuổi nam giới sẽ xem tai bên phải. Còn nữ giới thì ngược lại, 1 đến 7 tuổi xem tai phải, 8 đến 14 tuổi xem tai trái. Đối với cả nam và nữ, vận số tuổi thanh niên, 15 đến 30 tuổi được xem xét ở phần trán mỗi người. Vùng này ở cả hai phái về cơ bản đều giống nhau. Các vị trí lứa tuổi 31 đến 50 có thể chia làm hai vùng. Vùng lông mày và mắt ảnh hưởng đến vận số tuổi từ 31 đến 40. Vùng mũi và má ảnh hưởng đến vận số tuổi từ 41 đến 50. Với tuổi từ 31 đến 34, nam giới bắt đầu với vùng lông mày trái và luân phiên thay đổi giữa mày trái và phải. Với nữ, bắt đầu từ lông mày phải. Với độ tuổi 35 đến 40, xem xét đôi mắt sẽ biết những dao động bất thường trong SVK ụ nghiệp và các mối quy a ơn hệ của người đó. Độ tuổi từ 41 đến 50 sẽ xem vùng sơn căn vùng nằm giữa hai mắt, trên trục giữa của khuôn mặt đến chóp mũi. Ở độ tuổi từ 51 đến 60 tuổi, vận may của con người nằm ở cùng nhân trung và môi. Cầm và quay hàm ảnh hưởng đến vận số độ tuổi từ 61 đến 70. Những người sống đến độ tuổi từ 70 đến 1.000 tuổi đều là những người có vận số cực kỳ tốt và cũng không có nhiều cơ sở dữ liệu để bàn về vận số của các bậc cao niên trong độ tuổi này. Tuy nhiên, trong nhân tướng học, độ tuổi này cũng được xem xét bởi tất cả những vị trí bao quanh khuôn mặt ứng với là số tử vi của 12 con giáp.